Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. 24 giờ qua Quảng Bình có 63 bệnh nhân được xuất viện. Thống nhất ứng dụng chung trong phòng chống dịch. Hội đồng Bảo an gia hạn hoạt động hỗ trợ tại Afghanistan. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, Quảng Bình có 63 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn toàn tỉnh là 508 ca. Quảng Bình cũng tiếp tục ghi nhận thêm 49 ca mới nhiễm COVID-19. Trong đó có 24 ca được phát hiện trong các khu phong tỏa, gồm 4 ca ở thành phố Đồng Hới thuộc phường Bắc Lý và xã Bảo Ninh, 19 ca ở huyện Bố Trạch, ở các xã Đức Trạch, Hải Phú và Thanh Trạch, 1 ca ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, 17 ca được phát hiện tại các khu cách ly tập trung và 4 ca phát hiện ngoài khu vực phong tỏa, gồm 2 ca ở tổ dân phố 4, tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, 1 ca ở xóm 2, thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, 1 ca ở khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Ngoài ra, còn có 4 ca nhập cảnh. Tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 9, Quảng Bình còn 956 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Có 109.806 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 49.459 người được tiêm đủ 2 mũi. Hôm qua ngày 17 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đi thăm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 4 xã phường đang tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 16 tháng 9, thành phố Đồng Hới có 4 xã phường tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 toàn địa bàn, gồm xã Bảo Ninh, phường Hải Thành, phường Bắc Lý và phường Đồng Phú. Theo đó, các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng tại các chốt trực là cửa ngõ, các đầu mối giao thông ra vào địa bàn để chủ động phòng chống dịch. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn. Đồng thời lưu ý, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân trong khu phong tỏa, đặc biệt là các hộ nghèo, ốm đau, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để giúp các nhà hảo tâm dễ dàng tiếp cận và ủng hộ cho công tác phòng chống dịch, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập http://vandonghoi.org.vn. Trang thông tin điện tử http://vandonghoi.org.vn là kênh đóng góp ủng hộ trực tuyến cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ thông qua hai kênh trực tiếp là cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền và bằng hiện vật thông qua cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội thành viên và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành có nhiệm vụ tổng hợp tin tức, thống kê các nguồn lực hỗ trợ và cập nhật số liệu vào hệ thống quản trị. Thông qua website, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có thể theo dõi thông tin tổng hợp về các nguồn lực đã được tiếp nhận và phân bổ đến các địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo hỗ trợ cho nhân dân. Để cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, các tổ chức cá nhân hãy truy cập địa chỉ http://vandonghoi.org.vn và thực hiện theo các bước sau. Bước 1, lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức ủng hộ và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo biểu mẫu. Bước 2, lựa chọn cách thức ủng hộ gồm ủng hộ tiền mặt hoặc ủng hộ hiện vật và cập nhật thông tin theo biểu mẫu. Bước 3, nhấn ủng hộ ngay. Bước 4, truy cập tab thủ tục ủng hộ và thực hiện chuyển tiền hoặc gửi hiện vật theo hướng dẫn. Hôm qua ngày 17 tháng 9, huyện Bố Trạch đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021. Đợt này, huyện Bố Trạch được phân bổ 6.400 liều vaccine AstraZeneca và 1.800 liều vaccine Pfizer để tiêm cho các đối tượng, gồm đội ngũ giáo viên tại 4 cấp học, người trên 65 tuổi, người thuộc diện hộ nghèo, người lao động tại các cơ quan doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.
ngoài hai điểm tiêm chủng cố định tại Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch và Trung tâm Y tế Bố Trạch. Huyện cũng đã triển khai 5 điểm tiêm chủng lưu động tại phòng khám đa khoa khu vực Sơn Trạch và 4 xã đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch và Nhân Trạch. Dự kiến đến hết ngày 27 tháng 9, huyện Bố Trạch sẽ hoàn thành việc tiêm số lượng vaccine đã được cấp cho các đối tượng. Huyện Minh Hóa đề ra mục tiêu trong năm 2021, tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 và đến hết quý 1 năm 2022, có trên 70% người dân được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được triển khai từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Quy mô tiêm chủng được triển khai trong toàn huyện, ưu tiên tiêm cho các đối tượng là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế, các đối tượng có nguy cơ cao. Để đạt được mục tiêu trong năm 2021, tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 và đến hết quý 1 năm 2022 có trên 70% người dân được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Huyện Minh Hóa đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine, tiêm hết số lượng vaccine được cấp trong thời gian quy định. Đến nay, huyện Minh Hóa đã triển khai tiêm cho gần 4.000 người. Sau thời gian thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, tại một số địa phương được nới lỏng mức độ phòng chống dịch ở địa bàn thành phố Đồng Hới, bà con nhân dân đã bắt đầu tái sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ cả quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, một số bà con ngư dân đã bắt đầu hoạt động đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển gần bờ nhằm đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho gia đình và cung cấp cho người dân tại địa phương. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã quán triệt, tuyên truyền, khuyến cáo bà con tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Việc tái sản xuất phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh, nhất là không tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc, chỉ tham gia đánh bắt tại vùng biển thuộc địa bàn xã, cũng như chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh cả lực lượng tuyến đầu khác trong phòng chống dịch COVID-19, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đang ngày đêm phát huy vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Quảng Bình qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 do cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh làm chốt trưởng, chủ trì phối hợp với các đơn vị gồm y tế, quân sự, tỉnh đoàn và chính quyền các địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát người phương tiện ra vào địa bàn Quảng Bình từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là đối với những địa phương đang có dịch COVID-19. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tại các chốt chia làm 4 ca trực một ngày, mỗi ca 6 tiếng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát 24/24 giờ nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Dưới cái thời tiết là rất là khắc nghiệt và lực lượng cảnh sát giao thông thì mỏng, nhưng mà chúng tôi phải căng mình mà tăng ca tăng kíp đối với cán bộ chiến sĩ để tham gia cái nhiệm vụ tại chốt. Có những lúc lực lượng vừa đứng tại chốt vừa tham gia cái công tác đảm bảo an toàn trên tuyến, cho nên là với một cái công việc dày đặc thì lực lượng thiếu thì chúng tôi đã động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và phải căng mình nỗ lực hết sức để cố gắng tham gia hoàn thành cái nhiệm vụ của nhân dân và đảng chính quyền giao phó. Mỗi ngày lưu lượng người và phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tương đối lớn, đặc biệt là tại các chốt trên tuyến quốc lộ 1A, nên khối lượng công việc đặt ra cho các lực lượng làm nhiệm vụ cũng hết sức nặng nề. Vì vậy, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để thực hiện việc đón dừng phương tiện, phun khử khuẩn, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế theo quy định. Kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly y tế tập trung các trường hợp đến về Quảng Bình từ các địa phương đang có dịch hoặc các hành vi vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch. Chúng tôi với quyết tâm phối hợp với các cơ quan liên ngành, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông để kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, góp phần vào cái công cuộc là đẩy lùi dịch COVID-19 của toàn quốc nói chung. Mặc dù công việc hết sức vất vả, cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện sinh hoạt tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất vì mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh vẫn đang ngày đêm bám trụ tại chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với thời tiết mà những cái đợt nắng nóng vừa rồi thì đứng giữa cái mặt đường nhựa ở đường quốc lộ 1A thì thực sự là rất là oi bức và rất là nóng. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng
được cái sự quan tâm chỉ đạo của các cái ban ngành và các cái nhà hảo tâm cũng có hỗ trợ các cái vật dụng thiết yếu như cụ y tế và các cái nhu yếu phẩm rau củ quả. Thì anh em chúng tôi tại chỗ tới đây thì cũng lấy đó cũng là làm một cái động lực, những cái nguồn động viên tinh thần cho anh em để mà thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 là một cách hiệu quả và tốt nhất. Đi qua đây thì thấy cả bộ cảnh sát giao thông cũng với các cán bộ y tế thực hiện quy trình kiểm soát dịch một cách nghiêm túc. Bản thân tôi cũng chấp hành quy trình khai báo y tế của lực lượng chức năng để phòng chống dịch được tốt hơn. Dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục nỗ lực đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Sự chung tay, góp sức tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh, mà đã và đang làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Vừa qua tại kỳ họp thường niên lần thứ 44, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua nghị quyết và ban hành các quy định quan trọng đối với các di sản thiên nhiên tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo nghị quyết của kỳ họp lần thứ 44, Ủy ban Di sản Thế giới đã bày tỏ sự hoan nghênh và ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam, tỉnh Quảng Bình cũng như vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong việc tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ủy ban Di sản Thế giới về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Ngoài ra, nghị quyết lần này của Ủy ban Di sản Thế giới cũng đưa ra 6 nghị quyết quan trọng đối với vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tập trung vào các vấn đề về bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ hệ thống hang động, không gây những tác động đến các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, tăng cường công tác thực thi pháp luật, kiểm tra giám sát, bảo vệ vườn quốc gia trước những tác động của yếu tố con người và nhiều vấn đề quan trọng khác liên quan đến sự phát triển bền vững của di sản. Vì vậy, với quan điểm chú trọng bảo tồn di sản và thực hiện nghiêm túc Công ước Quốc tế 1972 mà Việt Nam đã phê chuẩn, trong thời gian tới, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện các khuyến nghị mà Ủy ban Di sản Thế giới đã đưa ra, nhằm duy trì và phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời tham mưu xây dựng báo cáo về tình trạng bảo tồn di sản thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để trình cho Ủy ban Di sản Thế giới trước ngày 1 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, để sớm gỡ thẻ vàng về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu EC đối với hải sản Việt Nam, huyện Quảng Trạch đang chỉ đạo các ban ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân trên địa bàn. Theo đó, thời gian qua, đồn biên phòng Ròn đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho bà con ngư dân trong khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật thủy sản 2017 cho bà con ngư dân, tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết chấp hành các quy định chống khai thác IUU, không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hại để khai thác hải sản, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Cùng với đó, huyện Quảng Trạch cũng đã triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ khai thác biển xa. Toàn huyện đã có 216 tàu được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình,
chi trả trên 377 tỷ đồng cho 232 chủ tàu tham gia khai thác biển xa theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ. Để sớm gỡ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, các ngành chức năng địa phương của huyện Quảng Trạch đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản trên biển.